Tính đến thời điểm hiện tại, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hoàng Đông đã nhận đỡ đầu bao nhiêu con mồ côi tại tổ dân phố nào? A. 2 con mồ côi tại tổ dân phố Ngọc Động, Hoàng Thượng. B. 2 con mồ côi tại tổ dân phố An Nhân, Ngọc Động. C. 1 con mồ côi tại tổ dân phố Ngọc Động. Xin mời các đồng. Mười ba